Vâng, xin chào tất cả các bác ở miền Trung Quốc nha. Đây là con QSC EX2500. Bên em là chuyên những sản phẩm hàng bãi Mỹ, những con đẩy Mỹ về nha các bác. Đấu Mỹ về thôi. QSC là những dòng MX và dòng EX và dòng USA là hàng nòi của Mỹ nha các bác. Còn những dòng mà RMX là dòng sản xuất ở Trung Quốc. Đây nha các bác. Các bác lưu ý nha. Để tránh các bác ơi, mình cứ tham khảo không đúng. QC là dòng USA 1003 này, 1007 đó, là hoặc là những dòng MX nha, đuôi MX, đuôi EX. Đấy là hàng của Mỹ. Đấy. MX là nó cái chỉ này nó màu xanh, còn EX là chỉ màu đỏ, còn dòng RMX là dòng đời mới. Đấy. Bên em là chỉ làm những hàng Mỹ thôi nha các bác. Đây là con EX2500 về trong chiều ngày hôm nay. Hay các bác thấy để trưng những dòng khủng này thì trang bị là hai cầu loa, một cầu Nutrix này, một cầu bắp chứa mỏ chim này. Các bác thấy độ mới chưa từ cái trạm loa này. Những con này chỉ có lưu kho các bác. Còn keo chỉ ốc còn nguyên này, chưa khui luôn các bác, ghê không? Tí nữa em khui cho các bác luôn. Đây là cái trạm loa thứ chơi súp, cái cầu này để các bác chơi súp hơi này, 40-50 rồi các bác, rất là mới nha. Trạm đường tín hiệu vào là có ba lăng này, Nutrix này. Đấy, tem mà còn nguyên hết nha các bác. QSC EX2500. QSC và RBL thì nó là một cái nha các bác, chỉ khác cái logo thôi. Còn như con QCX2500 là tiền thân của nó là con RBL MBX1000 đó các bác, là con RBL 1000 đấy. QCX2500 chưa bóc tem luôn nha. Đấy, còn nguyên cái keo này, keo chỉ còn nguyên này các bác. Đấy. Chưa vặn ra này, tí nữa em và các bác cùng mở luôn. Nên các bác những con này rất là chắc nha. Trung hàng cắt kho bên nước ngoài thôi. Có thấy keo này. Đấy, giờ em cùng các bác xem em khui nó ra luôn. Nó nghĩa là bị lần đầu tiên bóc cái nếp ra. Em này chạy hai tăng phô, con này thì chơi full đôi. Full đôi 40, chơi thêm một con sóc 40 nữa. Hoặc là chơi 4 cặp bot 3-1, 2 cặp 6-1, 2 cặp 7-1. Bác nào yêu thích con này thì số của nó này có cái tên là 0302 nha, R 0302R nha. Các bác nhớ với em 0203R. Giá là 16 triệu nha các bác, 16 triệu máy là riêng tuyệt đối, cả tại vì là chưa bóc cái, chưa mở nắp lần nào. Những con này là cực kỳ đáng sưu tầm nha. Tiếng QC rất là hay trong phân khúc gọi là ngon bổ rẻ các bác. Má đẹp keng luôn, từ góc cạnh này. $16 triệu đã bao gồm phí ship nha các bác. Rồi em mở nắp lên để các bác cùng chiêm ngưỡng cấu hình bên trong. Hàng nội địa nha các bác, hàng nội địa Mỹ nha, 110-120 nha các bác, 110-120 nha. Nội địa Mỹ 110-120. Vâng, đây các bác, mời các bác cùng xem, chui cho nó rất là mới, không một hạt bụi nào luôn. Đây, hai tăng phô. Đây tăng phô này các bác, nó nghịch lại, phía dưới nó như thế này, đây là phần giáp mối của phần phe đồng. Đây nghịch lại. Và mỗi tăng phô nuôi mỗi bo các bác. Bo trên, bo dưới nha, nó hai bo này. Bo trên, bo dưới. Nó chạy là 16 tụ nha các bác, 16 tụ. 36 con sò, 36 con sò. Cực kỳ mới nha. Đây các bác nhìn cái dây điện này. Đấy, bác nào yêu thích thì còn muốn sở hữu những con 2500 mà mới bung nắp ra luôn thì liên hệ cho em nha. 0302. Cấu hình những em này quá tuyệt vời rồi. Nó là RBL 1000 đó các bác. Rồi em xin chào các bác. Bác nào yêu thích thì alo cho em. Giá 16 triệu bao ship, cọc tiền thì cọc khoảng 2 triệu. Còn chiến khoản đủ thì bớt 200, còn 15.8.
đánh JB, những dòng loa full 30, 40, 50, sub, hơi, kép, vân vân. Em này là thuộc phân khúc khủng rồi nha các bác. Rồi em Chiến xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Các bác nhớ đăng ký kênh nha, để luôn được cập nhật những video mới nhất. Đây là hai số điện thoại chính của em.